Ngày 28 tháng 4, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang cho biết, tại địa bàn vừa xảy ra vụ chống người thi hành công vụ khi bị phát hiện vận chuyển thuốc lá lậu qua biên giới. Khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, tổ tuần tra liên ngành bao gồm biên phòng, công an, dân quân làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát dịch COVID-19, phối hợp chống buôn lậu ven biển gần cột mốc chủ quyền 314 thuộc khu phố Sa Xỉa, phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên. Tại đây, tổ tuần tra phát hiện 200 đối tượng vừa vác vừa đẩy bè chuyển thuốc lá lậu từ Campuchia vào Việt Nam khoảng 250 thùng, mỗi thùng 500 gói thuốc lá. Khi phát hiện khoảng 100 đối tượng buôn lậu, cầm gậy, một số có buộc dao nhọn và đá sông vào tấn công lực lượng chức năng. Lực lượng tuần tra đã bắt giữ 2 đối tượng và 5 thùng thuốc. Các đối tượng khác tiếp tục xông vào cướp 4 thùng thuốc và đẩy về phía Campuchia. Vụ việc khiến 4 cán bộ chiến sĩ biên phòng và 1 chiến sĩ công an bị thương. Trước đó, quán triệt chỉ thị của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang phối hợp với lực lượng công an, dân quân tự vệ địa phương lập 41 chốt trên biên giới Việt Nam-Campuchia, phối hợp với Hải đoàn 28 Cảnh sát biển, Hải quân vùng 5 ngày đêm tuần tra kiểm soát trên biên giới để ngăn chặn xuất nhập cảnh buôn lậu trái phép. Thời gian gần đây, giá thuốc lá lậu tăng cao khiến các đối tượng buôn lậu vì hám lợi nên hết sức liều mình, manh động vận chuyển bằng được thuốc lá lậu qua biên giới.